Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ combo sách làm sách vải. Thì trong bộ combo này mình cũng bán là khá là nhiều rồi. Tuy nhiên thì một số bạn thì có hỏi mình chi tiết hơn về cái bộ combo này thì mình chưa có thời gian để nói cho các bạn biết, mình chỉ có thể gửi ảnh cho các bạn xem thôi. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì cái bộ combo này thì hiện tại combo thì gồm một số các nguyên vật liệu chính như sau. Như các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, đó là vải dạ nỉ cứng có hai kích thước. Một là kích thước đây, các bạn có thể nhìn thấy là 20 nhân với lại 25-26 cm như thế này. Đây là kích thước sách vải mà mình đang làm cho khách bên mình. Đây, các màu như thế này. Sách mình sẽ lựa chọn các màu, hầu hết là đầy đủ các màu mà các bạn có thể kết hợp để làm sách vải, mà sao cho cái màu sắc nó hài hòa nhất. Chứ mình sẽ không chọn bừa, có nghĩa là số lượng cái vải này chỉ mà mình sẽ chọn theo màu sắc như thế này. Đây là một số màu mình gợi ý cho các bạn có thể dùng để làm nền. Thì với những cái màu mà nó với gam màu nhẹ nhàng như thế này thì làm nền thì sẽ nổi được bật được tất cả các chi tiết. Đây là một số màu đậm hơn. Thì thường là chỉ các bạn chỉ nên dùng để làm các chi tiết thôi nhá, chứ đừng làm nền bằng cái màu này thì sách nhìn sẽ rất là tối. Đấy, với cái vải này thì mình sẽ trong bộ combo này sẽ có hai bộ vải như thế này. Trước thì mình chỉ để một bộ vải, tuy nhiên thì một bộ vải như vậy thì các bạn làm được không được nhiều trang sách ấy, mà với những bạn mà mới làm sách vải thì mình đảm bảo là các bạn sẽ bị hỏng một vài lần. Cho nên là mình sẽ để hai bộ combo này. Với những cái vải còn thừa thì các bạn có thể làm thêm trang nhiều trang sách, hoặc là các bạn có thể làm với số lượng là 10 trang sách thôi và làm những cái đồ vật khác bằng vải dạ nỉ, như là các móc chìa khóa này, hay là các cái con vật nhỏ xinh mà các bạn hay dùng để làm kể chuyện cho con ấy. Kích thước thứ hai là kích thước 10 x 10 cm như thế này. Màu sắc thì cũng tương tự với cái tấm dạ to như thế này. Tuy nhiên thì mình có gợi ý là cái với một bộ vải như thế này cộng với lại một bộ vải nhỏ kích thước 10 x 10 như thế này để các bạn có thể làm một bộ sách về chủ đề tiếng Anh Animal. Các bạn có thể xem mẫu của mình trên trang sách vải Dung Mạc để có thể làm theo. Thì với mỗi một cái tấm như thế này thì các bạn sẽ cắt được một con vật như trong cái giống như sách vải của mình. Đây, các bạn có thể thấy là màu sắc mình chọn thì các bạn sẽ làm được những trang vải tương tự như thế này, trang sách vải tương tự như thế này. Đây là mình sẽ làm hai lớp rất chắc chắn nhá. Màu sắc các bạn có thể thấy là kết hợp nhìn khá là dễ thương đúng không? Tiếp theo trong bộ combo này thì các bạn sẽ có là, đây mình nói chỉ trước đi nhá. Các bạn sẽ có 10 cuộn chỉ nhỏ như thế này để khâu. Trong trường hợp là các bạn không có máy may ấy, thì các bạn có thể dùng cái chỉ này để khâu. Thì mình đã chọn ra các màu sắc tương ứng với lại cái màu của vải như thế này. Thì để các bạn có thể khâu mà không bị lộ nhá. Ngoài ra thì với một bộ sách vải như thế này các bạn sẽ không khâu hết cái số chỉ này đâu, mà số chỉ này thì các bạn có thể dùng làm chỉ may quần áo hoặc là làm những việc khác mà cần đến chỉ nhá. Nên là rất là tiết kiệm. Trước đó thì mình có bán cái tép chỉ như thế thì rất dễ dối ấy. Thì mình sẽ dùng cái cuộn này.
Tiếp theo là băng dính gai. Mình sẽ để cho các bạn hai miếng băng dính gai với kích thước là 30 x 30 như thế này. Các bạn thoải mái làm sách nhá. Băng dính gai này thì các bạn ứng dụng vào trái sau sách như thế này. Đây, ví dụ như trang này thì các bạn có thể dán băng dính gai như thế này. Thì để con tiếp xúc. Chưa? Các bạn cắt thành một cái miếng nhỏ nhỏ như thế này để các bạn gắn vào đây. Tiếp theo là tại mình sách bên mình đã giao hết nên không có một số mẫu cho các bạn xem. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn thấy trên trang sách vải của mình có hết nhá. Tiếp theo là cái mắt thú như thế này. Mắt thú thì sẽ có hai kích thước là một kích thước nhỏ và một kích thước to. Thì mình sẽ để là mỗi kích thước 10 đôi. Đây là kích thước to và kích thước nhỏ. Với cái kích thước nhỏ này thì các bạn nên để vào các hình con vật. Hiện tại nhà mình cũng không còn số mẫu đấy. Tuy nhiên, đây, kích thước nhỏ thì các bạn có thể làm mắt cho các cái con thú á. Còn cái kích thước to này thì các bạn có thể làm để trang trí cho mây này, hoặc là để vào cái trang bé đánh răng ấy, thì dùng cái mắt này thì nó sẽ đẹp nhá. Có 10 đôi mắt nhỏ và 10 đôi mắt to. Các bạn thoải mái để làm sách với khoảng tầm 15 trang đổ về, hoặc là hơn cũng được, tùy vào cái số lượng con vật mà các bạn chọn ở đây. Thì các bạn đã có thể làm được 10 đến 10. Với mắt nhỏ thì các bạn có thể làm 10 đến 15 con vật rồi. Tại vì có những con vật nó chỉ có một mắt, ví dụ như con cá chẳng hạn. Tiếp theo, cúc. Mình sẽ để cho các bạn cúc nhiều màu và nhiều kích thước như thế này. Các bạn có thể ứng dụng cúc đặt vào các trang như thế này, hoặc là cúc các bạn có thể dán vào như thế này, nhìn sẽ rất là sinh động hơn, nó sẽ sinh động hơn so với việc là các bạn chỉ dùng vải thôi. Đó. Hoặc là các bạn có thể dùng làm để trang trí trên cái trang cài cúc áo ấy, rất là hay. Tiếp theo là ô-re và bộ đục ô-re. Với cái bộ đục này thì các bạn có thể dùng để làm trang sỏ giày, hoặc là làm cái phần gáy sách mà các bạn muốn nó chắc chắn hơn thì các bạn dùng cái bộ đục ô-re này. Thì cách sử dụng hình như là mình thấy trên YouTube cũng đã có một cái clip hướng dẫn về cách sử dụng ô-re này, thì các bạn có thể xem cái hướng dẫn sử dụng đấy để sử dụng nhá. Tại vì là các bạn làm thủ công và làm ít ấy, nên là mình sẽ bán cái bộ đục thủ công này. Còn cái bộ đục mà chuyên dùng cho sách vải thì nó như thế này. Thì cái này nó khá là đắt, cho nên là mình không bán, mà mình bán cái bộ đục này. Thì cũng dễ sử dụng lắm. Các bạn cần thêm một cây búa nhỏ hoặc cái khóa nặng nặng ấy thì các bạn có thể đục được rồi. Nói chung là các bạn có thể xem cái hướng dẫn trên YouTube nhé. Tiếp theo là cái hạt tròn màu sắc như thế này. Với cái hạt tròn màu sắc như thế này thì các bạn có thể dùng để làm cái trang đếm hạt từ 1 đến 10 ấy. Có thể tham khảo cái mẫu của bên mình ở trên trang trên page sách vải nhá. Ở đây thì mình không còn mẫu. Đấy. Với một cái gói như thế này các bạn có thể làm được hai trang như vậy. Tiếp theo đó là kẹp gỗ. Đây, kẹp gỗ thì các bạn dùng để làm cái trang phơi quần áo như thế này. Mình sẽ để 5 kẹp cho các bạn nhé. Thường thì mình làm sách mình chỉ để 3 kẹp thôi. Tuy nhiên thì mình sẽ để cho các bạn 5 kẹp để các bạn có thể ứng dụng vào những cái trang khác nữa. Đây, à,
Tiếp theo đó là cái khoen của gáy sách ấy. Sau khi các bạn đục ô ra xong thì các bạn sẽ dùng cái này để làm cái gáy sách. Nó rất là tiện cho các bạn vệ sinh. Ví dụ như các bạn mà không dùng cái khoen này á, mà các bạn như cái mẫu sách 2 năm trước mình làm thì là mình không dùng cái khoen này mà mình sẽ may liền cái gáy sách lại. Tuy nhiên thì làm như vậy thì đến lúc mà các bạn vệ sinh rất là khó. Cho nên là bây giờ mình sẽ sử dụng cái khoen này nhá. Cuối cùng thì sẽ là cái keo nến này. Keo nến này thì mình để cho các bạn là 7 que keo nến. Còn bạn nào có nhu cầu mua thêm thì mình sẽ để thêm cho các bạn. Keo nến có kích keo nến loại nhỏ nhá. Đường kính là 0,7 mm và chiều dài sẽ rơi vào tầm khoảng 20 đến 25 cm nhá. Với cái keo nến này thì các bạn có thể dùng cái loại súng bắn keo loại nhỏ. Gì? Súng này thì hơi hơi đắt. Còn các bạn mà dùng cái súng mình có bán kèm cả súng, tuy nhiên là mình sẽ không bán kèm cùng bộ combo này. Bạn nào muốn mua thêm thì sẽ đặt thêm mình ở ngoài, thì mình sẽ gửi cái súng đấy kèm cho các bạn. Tại vì là có một số bạn cũng làm đồ handmade và các bạn ấy có súng sẵn rồi ấy, thế là mình sẽ không bán kèm vào bộ combo. Thêm một cái nữa đó là cái kéo bán nguyệt như thế này. Các bạn nào mà muốn tạo viền cho sách nó đẹp ấy thì các bạn mua thêm cái kéo này nhá. Mình cũng có bán. Tuy nhiên thì mình thấy là nếu như các bạn làm ít thì cũng không cần thiết, vì cái kéo này nó cũng khá là đắt ấy. Đây, ví dụ như là các bạn cắt đường viền nó sẽ như thế này này. Đấy, các bạn cắt thì sẽ được cái đường viền xinh như thế này. Bạn nào có nhu cầu thì ngoài bộ combo thì các bạn có thể đặt thêm cái kéo này và súng bắn keo. Đó. Mình đã giới thiệu xong cái bộ combo set vải như thế này, thì bạn nào mà muốn mua cái bộ này mà có thể mà khéo tay một chút đấy thì về làm cho con thì cũng được nhá. Thì các bạn có thể liên hệ với mình sẽ để cái link page của mình ở bên dưới các bạn, hoặc là link Facebook cá nhân. Các bạn có thể gọi theo số điện thoại ở trên clip này, hoặc là inbox trực tiếp cho mình thì mình sẽ trả lời và gửi sách cho các bạn nhé. Đây là số điện thoại của mình nha. Bạn có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào. Trang page của mình là sách vải dung mạc. Dung mạc nhờ. Đây, chữ dung gì sẽ có chữ Z ở giữa như thế này. Nó trùng với cái tên YouTube của mình ấy. Các bạn chỉ cần đánh chữ dung mạc thì nó sẽ ra cái trang sách vải của mình luôn nhá. Không cần đánh chữ sách vải đâu, các bạn chỉ cần đánh chữ dung mạc thì nó sẽ ra ba trang. Một là trang Facebook cá nhân của mình, hai là trang Handmade Mai Dung Bay Dung Mạc, và một trang nữa là trang sách vải dung mạc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình nhá.